Xin chào tất cả mọi người. Với bài này chúng ta bắt đầu học chương 11. Chương 11 có chủ đề là Au grand air. Chúng ta để ý cái cách đọc nối từ ký tự D đi qua ký tự A, người ta không đọc là Au grand air, người ta đọc là Au grand air. Đây là một cái trường hợp phát âm đặc biệt. Và grand là lớn, đây là tính từ, air là không khí, Ô là ở nơi không khí lớn, thì chúng ta dịch thoáng qua là ở ngoài thiên nhiên thoáng đãng. Là cái chủ đề của cái chương này là nói về cuộc sống ở ngoài thiên nhiên. Và mục tiêu của chương này là, thứ nhất, exprimer une insatisfaction. Satisfaction là sự hài lòng, sự thỏa mãn, và ngược lại, insatisfaction là một sự không có được thỏa mãn. Chúng ta diễn tả một cái điều gì mà chúng ta không có thỏa mãn. Chuyện thứ hai là parler d'un changement de vie. Changement de vie là thay đổi cuộc sống. Và chủ đề thứ hai là nói về một cái việc thay đổi cuộc sống. Và thứ ba, décrire son mode de vie. Chúng ta mô tả cái lối sống của chúng ta. Phần ngữ pháp của chương này tập trung nói về các điểm sau đây. Thứ nhất là việc so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh kém, mà là so sánh danh từ. Trong chương 9 chúng ta đã học so sánh tính từ. Trong bài này chúng ta sẽ học so sánh danh từ. Ngữ pháp, phần ngữ pháp thứ hai tức là nói về các cái pronoun COI. Pronoun COI mà dưới dạng là chữ Y. Chúng ta đã học pronoun COI ở trong bài trước là nói về chữ lui và la, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Và bây giờ chúng ta học pronoun COI là chữ Y, Y này. Rồi vấn đề ngữ pháp thứ ba là nói về các cái article contracté. Chúng ta đã học rồi, bây giờ trong bài này ôn lại contracté, tức là nó lược đi, nó ghép lại. Và phần thứ tư là chúng ta học về cách so sánh bằng. Và như thường lệ khi bắt đầu học một chương, chúng ta nên bắt đầu bằng cái chương từ ngữ mới. Và chương này có ở trang 163. Chúng ta cần học các cái từ ngữ mới để khi các từ ngữ này xuất hiện trong các cái tài liệu học tập, có thể là ngữ pháp, có thể là bài đọc, thì chúng ta thứ nhất là biết đọc, thứ hai là hiểu nghĩa của nó. Và đề tựa của trang về từ ngữ này đó là la ville et la campagne, thành phố và nông thôn. Đây chúng ta để ý, ký tự M ở đây được phát âm là N do bởi đứng trước P. Chúng ta không phát âm là M mà chúng ta phát âm là N. La campagne, la ville, thành phố, et la campagne, và nông thôn. Và người ta cho chúng ta một số danh từ cũng sắp xếp theo thứ tự alphabet, do đó nó không có theo một cái trật tự về ý nghĩa. Les lieux, các nơi trốn, les personnes, các con người. Người ta cho chúng ta một số các cái từ ngữ tối thiểu. L'appartement, ở đây chúng ta cũng không phát âm ký tự ơ nằm ở giữa này. Ký tự ơ này không có được phát âm. L'appartement. Tôi ghi màu vàng như vậy không phải để chú ý mà chúng ta bỏ đi. L'appartement là một căn hộ. Đây là một danh từ giống đực. Le centre-ville là trung tâm thành phố. Centre là trung tâm, ville là thành phố. Centre-ville là chúng ta có một cái gạch nối. Le centre-ville là trung tâm thành phố. Ở trong tiếng Anh là downtown. Và cái chữ bên dưới là chỉ về người. Le citadin hoặc là la citadine. Le citadin là danh từ giống đực. La citadine, danh từ giống cái, là những người cư dân của thành phố. Những người mà sinh sống trong một thành phố, người ta gọi dân thành phố, dân đô thị, cư dân của thành phố là le citadin hoặc là la citadine. Le francilien hoặc là francilienne, danh từ giống đực và danh từ giống cái. Đây là cư dân của vùng Paris. Francilien là của vùng Paris cộng với các cái tỉnh phụ cận, người ta tạo ra thành một cái vùng gọi là vùng Francilien, tức là những người sống trong vùng Paris. Le jardin là một khu vườn. La maison de campagne, ở đây chúng ta nhớ cái cách phát âm cái từ em giống như bên trên này, phát âm là N. La maison de campagne, một ngôi nhà ở miền quê. Le village là một cái làng. Chúng ta coi lại các cái từ ngữ vừa mới đọc. Les lieux, les personnes, các nơi trốn và những con người. L'appartement, le centre-ville, le citadin, la citadine, cư dân thành phố. Le francilien,
La Francilienne là cư dân của vùng Paris, không phải của thành phố Paris, của vùng Paris, Paris và vùng phụ cận. Le Jardin, một khu vườn. La Maison de Campagne, ngôi nhà ở miền quê. Le Village, một cái làng, một thôn làng. Trong câu hỏi số 1 này, người ta yêu cầu chúng ta hãy nối kết, liên kết các cái tấm hình, ở đây có 3 tấm hình, với các cái từ mà chúng ta thấy ở trong danh sách ở bên trên. Trong hình này chúng ta thấy có một khối các cái nhà riêng tư, ở giữa có một ngôi thánh đường, rồi xung quanh toàn là thiên nhiên, đây là vùng nông nghiệp. Như vậy chúng ta biết đây là một ngôi làng này sống về nông nghiệp, và chúng ta có chữ làng ở bên trên là Le Village. Như vậy đây là Le Village, chúng ta để là A đi, một ngôi làng. Ngôi làng ở nông thôn phía Bắc, ở nông thôn ở nước Pháp. Hình thứ hai chúng ta thấy đây là một cái khu vườn có nhiều cây, rồi có nhiều hoa, rồi có các cái chỗ để người ta cải tạo để đi chơi, có cỏ nữa. Đây là một khu vườn. Khu vườn ở trong danh sách này là Le Jardin. Le Jardin là một khu vườn. Để chúng ta ghi chữ Le Jardin vào đây. Le Jardin. Chúng ta ra đây cho nó dễ đọc. Le Jardin. Và hình thứ ba, chúng ta thấy là một ngôi nhà. Ngôi nhà này xung quanh chỉ toàn là nông thôn, chỉ toàn là vườn tược. Như vậy là ngôi nhà này nằm ở vùng quê. Một ngôi nhà ở vùng quê, không phải ngôi nhà ở trong phố. Và trong danh sách chúng ta có chữ là La Maison de Campagne. Vậy đây là một ngôi nhà ở vùng quê. Và chúng ta đã điền tên của ba tấm hình vào. Đây là La Maison de Campagne. Ở bên trên là Le Jardin, một khu vườn. Và bên trên nữa chúng ta thấy cái quần thể nhà xung quanh một cái nhà thờ này. Đây là một ngôi làng, un village. Trong nhóm từ ngữ kế tiếp chúng ta sẽ học về cái chủ đề là l'ambiance dans lieu. Ở đây chúng ta vẫn nhớ là cái từ em mà khi đứng trước B thì phát âm là N. L'ambiance dans lieu, bầu không khí của một nơi chốn. Và chúng ta dùng các tính từ bầu không khí thì người ta mô tả bầu không khí đó là agréable, dễ chịu, calme, yên tĩnh, déprimant. Déprimant là làm cho người ta hết buồn rầu. Tôi xin lỗi, ở bên dưới tính từ reposant nó xuất phát từ reposer là làm cho người ta nghỉ ngơi, tức là cái tính từ này nó lên một cái tính chất làm cho người ta được khỏe khoắn thoải mái, trong khi ngược lại déprimant là participe présent của động từ déprimer, làm cho người ta kiệt sức, làm cho người ta buồn rầu. Đây là hai tính từ đối nghịch nhau. Chúng ta nói lại, déprimant là xuất phát từ động từ déprimer, làm cho người ta kiệt sức, làm cho người ta buồn bã, trong khi reposant là xuất phát từ động từ reposer, làm cho người ta được nghỉ ngơi, tức là một cái bầu không khí thoải mái dễ chịu. Stressant là xuất phát từ động từ stresser, là gây cho người ta nhiều cái stress, nhiều cái ức chế. Như vậy đây là một tính từ tiêu cực, một bầu không khí làm cho người ta bị ức chế, bị căng thẳng. Và chúng ta đọc lại năm cái tính từ nói lên cái đặc tính của một cái bầu không khí của một nơi nào. Agréable là dễ chịu, calme là yên tĩnh, déprimant hoặc là déprimante làm cho người ta buồn rầu, kiệt sức. Reposant là làm cho người ta được nghỉ ngơi thoải mái. Rồi stressant làm cho người ta bị căng thẳng, bị ức chế. Ở bên dưới chúng ta lại có những cái danh từ. Les inconvénients de la ville. Inconvénients số nhiều là những cái điều bất tiện của thành phố. Ở thành phố có những cái điều bất tiện như sau. Thứ nhất là l'embouteillage. Ở đây chúng ta cũng phát âm ký tự M bằng N là l'embouteillage, là sự kẹt xe. Và có một cái danh từ cùng nghĩa đó là le bouchon. Bouchon thì người ta nói một cách thân mật. L'embouteillage là một danh từ chính thức, còn bouchon là một danh từ người ta nói trong cái cách nói thân mật. Cả hai danh từ này đều nói về cái sự kẹt xe. Bouchon chúng ta liên tưởng tới một cái nút chai, cái nút của chai rượu đó. Mình uống rượu chưa hết rồi mình lấy cái nút mình đẩy cái nút cái miệng chai lại, thì cái bút sông ở ngoài đường cũng như vậy.
xe cộ đang chạy tự nhiên nó có một cái nút nó làm cho không có thể lưu hành lưu thông được nữa. La grisaille là sự ảm đạm. Le petit logement, petit là nhỏ, logement là nơi ở, những nơi ở nhỏ. La pollution, sự ô nhiễm. Le prix élevé, le prix là các cái giá cả, élevé là cao, ở thành phố thì giá cả rất là cao. La routine là những công việc đều đặn cứ làm đi làm lại hàng ngày. Ở thành phố thì chỉ có những cái công việc dậy rồi đi làm rồi về nhà rồi nghỉ ngơi hôm sau lại đi làm, người ta gọi đó là la routine. Le rythme de vie, nhịp sống. Rhythm khi chúng ta dùng ở trong âm nhạc hay là chúng ta hát hay đánh đàn là phải có nhịp, sai nhịp thì là không có trúng cái bản nhạc, thì cuộc sống cũng có phải có cái nhịp. Le rythme de vie, nhịp sống. Le temps de transport, transport là sự vận chuyển. Le temps de transport, thời gian di chuyển. Ở trong thành phố thì phải mất rất nhiều thời gian di chuyển. Như vậy đây là người ta vừa mới liệt kê một số các điều bất tiện của thành phố. Les inconvénients de la ville. Chúng ta đọc lại. L'embouteillage, le bouchon là sự kẹt xe. La grisaille là sự buồn rầu, u ám. Le petit logement, những cái nhà ở thì nó nhỏ bé. La pollution, sự ô nhiễm. Le prix élevé, giá cả thì cao ngất ngưởng. La routine là đời sống nó cứ lặp đi lặp lại một số các cái công việc như vậy. Le rythme de vie, nhịp sống. Le temps de transport, thời gian di chuyển. Và sau khi đã học các cái danh từ nói về cái sự bất tiện ở trong thành phố thì chúng ta cho các cái tấm hình này một cái đề tựa donner un titre. Các bạn hãy cho một cái đề tựa assez photo cho vào các cái tấm hình này avec les mots de la liste, với các cái từ mà chúng ta đã học ở trong cái danh sách vừa mới xong. Trong hình A chúng ta thấy các cái ống khói của nhà máy nó xả khói ra. Ống khói thì chúng ta gọi là cheminée. Các cái nhà máy thì phải có ống khói để cho nó thoát khói ra ngoài. Thì chúng ta ghi cái chữ này là la cheminée. Une cheminée là một cái ống khói nhà máy. Chúng ta ghi xuống chỗ này. Une cheminée. Đó là ống khói của nhà máy. Ống khói nhà máy thì xả khói ra. Xả khói ra khi khói là la fumée. Khi chúng ta đốt lửa hay là chạy máy thì nó ra cái khói là la fumée. Khói là la fumée. Như vậy khi nhiều nhà máy, nhiều ống khói xả khí ra ngoài không gian thì chúng ta sẽ có cái sự ô nhiễm, la pollution. La pollution là sự ô nhiễm, và chúng ta coi cái danh từ này trong danh sách. Trong số các cái từ ngữ nói về các cái bất tiện ở thành phố thì chúng ta thấy ở thành phố có sự ô nhiễm, la pollution. Sang hình số 2, hình B thì chúng ta thấy đây là cũng những cái nhà ở trong thành phố này, nhà này san sát với nhà kia này, và chúng ta thấy những cái đồng euro, đây là đồng 20, ở đây là cái đồng 50. Những cái đồng tiền euro nó bay đi, nó bay lên cao. Như vậy đây là cái hình ảnh để nói cho biết là giá cả cho của cuộc sống của thành phố nó rất là cao, người ta phải tiêu rất là nhiều tiền. Và trong danh sách này chúng ta thấy có cái chữ là le prix. Le prix là các giá cả, le prix élevé, các giá cả rất là cao, cao ngất ngưởng. Vậy chúng ta đã cho cái hình số 2 này cái đề tựa là Le Prix élevé. Rồi trong hình số 3, hình C, chúng ta thấy đây là một người đang nhìn đồng hồ, một tay thì cầm điện thoại để áp vào tai, rồi mắt thì nhìn đồng hồ, xung quanh là chúng ta thấy có rất nhiều đồng hồ. Chứng tỏ người này có một cái ngày sống có cái rất nhiều công việc, mỗi giờ thì có một công việc. Vậy trong danh sách này chúng ta thấy là các cái bất tiện của thành phố thì có một cái là la routine, đều đặn ngày nào cũng bấy nhiêu việc, làm đi làm lại cũng chỉ có bấy nhiêu việc, đó là cuộc sống ở thành phố. Và chúng ta đặt cho cái hình này một cái đề tựa là la routine. Bây giờ chúng ta coi một số các cái từ ngữ khác về đời sống.
Changement de vie. Changement là danh từ của động từ changer. Changer là thay đổi. Le changement de vie, thay đổi cuộc sống. Trước hết chúng ta có chữ le choix. Le choix là sự lựa chọn. Đây là danh từ của động từ choisir. Choisir là lựa chọn. Sự lựa chọn và cái động từ lựa chọn. Động từ thứ hai là commencer une nouvelle vie. Bắt đầu một cuộc sống mới. Kế tiếp là một danh từ la decision là sự quyết định, xuất phát từ động từ decider. Decider là quyết định một cái công việc gì, quyết định một cái chuyện gì thì chúng ta dùng decider. Nếu chúng ta nói quyết định làm việc gì thì decider de faire quelque chose và danh từ là la decision. Kế tiếp là le déménagement là sự dọn nhà đi, danh từ của động từ déménager, dọn nhà đi qua một cái địa chỉ khác. Quitter la ville là rời khỏi thành phố, s'adapter, thích ứng với cuộc sống mới, s'installer là định cư, là ổn định cuộc sống, la vie d'avant, cuộc sống trước đây, thì ngược lại là la nouvelle vie, cuộc sống bây giờ, cuộc sống mới. Và chúng ta coi lại các cái từ ngữ mới này, le changement de vie, việc thay đổi cuộc sống, le choix, choisir, sự lựa chọn, động từ lựa chọn, commencer une nouvelle vie, bắt đầu một cuộc sống mới. La décision, décider de faire quelque chose, sự quyết định làm việc gì. Le déménagement, déménager, việc dọn nhà đi chỗ khác. Quitter la ville, rời bỏ thành phố. S'adapter, thích ứng. S'installer, là ổn định cuộc sống, tức là định cư. La vie d'avant, cuộc sống trước đây. La nouvelle vie, cuộc sống bây giờ. Và trong phần cuối cùng, câu số 3, người ta yêu cầu chúng ta hãy chọn cái đáp án đúng. Choisissez, các bạn hãy chọn. Đây là động là ngôi thứ hai số nhiều của động từ choisir bên trên này. Vous choisissez. Và người ta bỏ chủ ngữ vô đi thì là đây một cái mệnh lệnh. Các bạn hãy chọn cái lời đáp án, cái lời giải đáp đúng. Ở trong này người ta cho chúng ta hai cái đáp án, hai cái danh từ. Chúng ta chọn một cái. J'ai fait, tôi đã thực hiện một cái gì. J'ai changé de métier, tôi thay đổi công việc. Như vậy tôi đã thực hiện một cái lựa chọn, tôi sẽ phải thay đổi công việc. J'ai fait un choix, tôi đã thực hiện một cái lựa chọn. Lựa chọn đó là j'ai changé de métier, tôi thay đổi nghề. Câu B, il décide, anh ta quyết định, hoặc là il s'installe à la campagne. Động từ chúng ta dùng ở đây là động từ s'installer, người này ổn định tức là định cư ở miền quê. Để không thể dùng động từ décider được. Décider là quyết định một cái gì. Ở đây là định cư ổn định ở nhà quê. Câu C, nous avons choisi, chúng tôi đã lựa chọn, hoặc là nous avons quitté Paris pour aller en Bretagne. Chúng tôi đã rời bỏ Paris để đi tới vùng Bretagne. Như vậy chúng ta dùng động từ là nous avons quitté. Thì không thể nói là nous avons choisi được. Chúng tôi đã rời bỏ Paris để đi tới vùng Bretagne. Bretagne là một vùng rất là đẹp ở phía tây của Paris, sát biển Đại Tây Dương. Vậy chúng ta đọc lại những cái đáp án đúng. J'ai fait un choix. J'ai changé de métier. Il décide. À xin lỗi. Il s'installe à la campagne. Câu C. Nous avons quitté Paris pour aller en Bretagne. Và xin chào tất cả mọi người.